Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả các bác và anh em. Hôm nay em lên với các bạn anh em một cặp loa trợ lời hoặc là nghe nhạc, trợ lời karaoke hoặc là nghe nhạc các bác nhé. Đấy, cặp này là cặp Audio Technica, một sản phẩm rất là thương hiệu của Nhật Bản xin lỗi các bác. Và đây là sản phẩm Nhật Bản các bác nhé, tức là hàng đã qua sử dụng. Tổng thể hình thức của cặp loa bãi về còn tương đối là đẹp, trời xước không đáng kể anh em nhé. Công suất một thùng là 130W, tương đương công suất cả cặp là 260W, trở kháng 8 ohm anh em nhé. Model của con này là con ATKS P52, con này là đời sau của thằng P51 mà em vẫn hay bán ấy. P52 thì nó cải tiến cái loa bass lõm xuống và cái loa chét thì nó lớn hơn con P51. Đây là chính là cái nội thất của thằng này đây. Cái này có bắt ốc rồi thì em không tiện tháo, thì em đã tháo thử một cái thùng khác để cho các bác nhìn. Đây các bác nhé, đây là củ loa bass rất là nặng, củ loa bass của nó các bác nhé. Đấy, thằng P52 thì nó làm lõm xuống, thằng P51 thì nó làm lồi lên. Đây là cái củ của thằng P51 này, đây, thằng P51 thì nó lồi lên. Nó khác nhau ở cái núm thôi. Còn là thằng loa chép của thằng P52 nó to hơn thằng P51. Đây là củ loa chép của thằng P52 các bác nhé. Đây, còn củ loa chép của cái thằng P51 thì đây thằng chép của P51 thì nó sẽ nhỏ hơn, đây nhỏ hơn khá nhiều. Đấy, các bác nhé. Đấy. Củ loa chép thằng P52 từ kép luôn. Và đây là cái thùng nó nhé, thùng nó sẽ có bông tiêu âm các kiểu này. Đấy, và bên trong nó có những cái phân, nó có một cái phân tần. Đấy, phân tần để em lọc âm. Các cái dòng loa trợ lời cho nghe nhạc và karaoke này thì nó sẽ lọc bớt cái âm bass đi. Đấy, bớt âm bass đi và tăng cái dãy chép lên để nó tiếng sáng rõ ràng anh em nghe nhé. Bây giờ thì em sẽ quay cái hình thức của cái cặp loa để cho anh em mình cùng nhìn qua nhé. Sơ bộ về cặp loa này còn tương đối là đẹp. Đấy, nói chung về mặc dù là hàng bãi nhưng mà về cơ bản cũng tương đối đẹp. Đấy. Loa thì em bao zin với côn từ nhận tất cả mọi thứ các bác nhé. Đấy, chỉ có hình thức thì em lau chùi qua, vệ sinh qua, xử lý qua cho nó đẹp hơn để các bác chơi thôi, chứ còn tất cả mọi côn từ nhận em bao zin 100%. Đấy. Hàng nguyên bản Audio Technica các bác nhé, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật Bản. Hai loa con này là loa L này, R này, trái phải này. Và model của nó, series của nó là cùng series luôn, 16300227, 16300227 các bác nhé, cùng một cặp luôn các bác nhé. Đấy, và công suất khá là lớn, anh em làm trợ lời karaoke cũng ok, hoặc nghe nhạc, trợ lời cho nghe nhạc cũng tuyệt vời luôn, tiếng rất là sáng. Và em sẽ báo giá ở cuối video nhé, bây giờ thì em sẽ test, mà thôi nói luôn giá cho anh em đỡ mất công chờ đợi. Cặp loa này thì giao lưu với em giá 1.400.000 đồng, em bao phí ship cho các bác chuyển còn đủ. Còn các bác chuyển cọc thì các bác cọc trước là 300.000 đồng. Các đơn các bác chuyển cọc thì anh em giả tiền phí giao hàng nhé. Đấy, còn chuyển đủ thì em miễn phí giao hàng. 1.400.000 đồng các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ mở đoạn nhạc để cho anh em trải nghiệm một chút xíu chất âm của cái cặp loa này. Nói chung là cặp này thì khá là đáng chơi đấy anh em nhé. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương.
cảm ơn tất cả các bác và anh em. Cái giọng nói cho lời này thì cái tiếng lời nó rất là sáng tiếng luôn. Còn tiếng bass của nó sẽ bị hạ xuống các nhá, bởi vì cái phân tần này sẽ lọc bớt tiếng bass đi để cho anh em nghe nhạc hoặc karaoke thì nó sẽ bớt cái tiếng ồn của bác. Nếu bác nào chốt cái cặp loa này thì liên hệ với Trung Kiên Audio. Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262 các bác nhá. Đó, 1.400.000 đồng miễn phí giao hàng toàn quốc cho các đơn hàng chuyển cọc đủ luôn. Có anh em chuyển cọc cọc trước 300, với các đơn chuyển cọc thì anh em trả tiền phí giao hàng. Xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio.